tiểu sử thiền sư Kepapanyo Kim Triệu. Thiền sư Kim Triệu sinh ngày 5 tháng 12 năm 1930 tại làng Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Thân sinh và thân mẫu ngài là Kim Châm và Thạch Thị Ngách. Chị gái và em trai ngài là Kim Thị Lê và Kim Muôn. Từ thời thơ ấu, ngài thường được thân mẫu là một Phật tử thuần thành dẫn đi nhiều chùa và làm quen nếp sống ở tu viện. Căn cơ của ngài hiển lộ rất sớm, nên từ nhỏ ngài chỉ mong muốn vào chùa tu học, trong lúc cha ngài muốn ngài có vốn học vấn ngoài đời. Mẹ ngài mất năm ngài mới lên 9, và 3 năm sau đó ngài lại mất cha. Những năm ở với người chị, ngài có nhiều dịp xớt bát cho các sư trì bình khất thực hàng ngày đi ngang nhà. Hình ảnh an nhiên thanh tịnh của chư tăng khiến ngài phát tâm muốn xuất gia sống đời phạm hạnh. Năm 14 tuổi, ngài xin vào ở trong chùa. Năm 17 tuổi, ngài thọ giới sa di ở chùa Bình Phú. Năm 1949, lúc 19 tuổi, xuất gia tỳ kheo ở chùa Phương Thạnh cùng tỉnh Trà Vinh. Pháp hiệu là Kipapanyo, nghĩa là thiện trí hay tốc trí, thường được gọi là Sư Panyo hoặc Sư Kim Triệu. Năm 1950 đến 1956, ngài tu học tại chùa Giác Quang, Chợ Lớn. Năm 1956, nhập hạ tại chùa Kỳ Viên, Sài Gòn. Năm 1957, ngài ra chùa Tam Bảo tại thành phố Đà Nẵng học Pali và giáo lý với ngài Giới Nghiêm và đại đức Shanti Batra, người Tích Lan, đồng thời cũng dạy Pali và Phật pháp căn bản cho các em nhi đồng Phật tử. Năm 1958, ngài Giới Nghiêm phái ngài ra Bình Định dạy đạo. Sau đó, ngài trở về tu học, nhận bằng cấp danh dự về Pali và Phật học. Ngài lưu lại Phật học viện Pháp Quang của đại đức Hộ Giác tại gia đình để phụ dạy văn phạm Pali và kinh kệ. Năm 1962 đến 1963, ngài nhập hạ ở chùa Bửu Quang, Thủ Đức. Năm 1964, được Viện Đại học Phật giáo Nalanda, Ấn Độ cấp học bổng đi du học với nhiều giáo sư Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện. Cũng năm này, ngài viếng Bọt Gai Già, nơi Đức Phật thành đạo. Lúc đó, ngài cũng 35 tuổi. Năm 1970, ngài đỗ bằng Pali Acharya là sư phạm môn Pali, bằng BA Phật học và bằng MA Pali. Sau đó, ngài đến cư ngụ tại Bồ Đề Đạo Tràng 9 năm với ngài Munindra. 2 năm đầu của thời gian này, ngài học về cổ sử Ấn Độ và Á Châu, Ancient India and Asia Studies, tại Đại học Magha. Từ năm 1979 đến 1981, ngài dời về ở tại New Delhi. Về thiền tập, từ năm 1967 đến 1980, ngài có cơ duyên thực tập thiền minh sát Vipassana tại Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện dưới sự hướng dẫn của các thiền sư nổi tiếng như ngài Munindra, Goenka, Dipama, Taungpulu. Năm 1967, bắt đầu học thiền Vipassana với ngài Munindra. Sau đó, ngài theo học pháp quán thọ với ngài Goenka trong 6 năm. Từ năm 1975
đến 1980. Ngài tiếp tục được thọ giáo với các thiền sư khác, kể cả bà Dipama, ngài Rastapan, ngài Taumpulu. Năm 1980, ngài sang ngưỡng quang Yangon, Miến Điện, thực tập tích cực pháp môn này với đại lão hòa thượng Mahasi và đạt được thành quả khả quan. Năm 1997, từ Hoa Thịnh Đốn, ngài trở lại Yangon để học pháp quán tâm tại trung tâm của ngài hòa thượng Suaming và cũng đạt được kết quả mỹ mãn. Trong khoảng thời gian trên, ngài đảm nhận nhiều Phật sự về hoằng pháp, xây cất cơ sở thiền định quốc tế, cứu trợ đồng hương và cùng đại đức Dr. Rastapal tổ chức khóa thiền ở Nepal, Ấn Độ. Năm 1981, sau khi hoàn mãn việc thực tập, ngài được Hội Phật giáo Việt Mỹ ở Washington DC mời sang Mỹ hoằng pháp và lưu ngụ tại chùa Kỳ Viên, Hoa Thịnh Đốn. Nơi đây, ngài thường xuyên mở các khóa thiền hàng năm, ngoài những nghi thức sinh hoạt hàng ngày của một ngôi chùa Phật giáo nguyên thủy. Cũng từ đó, các chùa, các trường thiền ở các tiểu bang hay ở các nước khác thường xuyên thỉnh ngài đến dạy đạo. Ở Cali có các chùa Pháp Vân, Kim Sơn, Như Lai Thiền Viện. Ở Texas có các chùa như Pháp Luân, Đạo Quang, Hương Đạo và các nơi khác nữa như chùa Phật Ân ở Minnesota, Bồ Đề Thiền Viện, Florida, các nhóm đệ tử ở Âu, Úc, Việt Nam cũng hay thỉnh ngài đến hướng dẫn khóa thiền. Năm 1988, Phật tử vùng Nam Cali cung thỉnh ngài đứng ra sáng lập một đạo tràng để đồng bào địa phương có nơi tu tập. Với nhân duyên đó, Thích Ca Thiền Viện tại Riverside bắt đầu hoạt động và phát triển. Năm 1997, bắt đầu xây dựng bảo tháp thờ Xá Lợi, được khánh thành vào năm 2012. Năm 2007, ngài hoàn thành công trình xây dựng một thiền viện ở Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ. Cũng từ năm ấy, Trung tâm Insight Meditation Society, gọi tắt là IMS, tại Boston thỉnh ngài dạy thiền và tiếp tục vào những năm 2010, 2012 và 2014. Năm 2008, ngài chính thức xây dựng lại thiền viện tâm pháp tại Palm Pass, Virginia, thành một trung tâm hành thiền. Năm 2010, ngài sáng lập Kỳ Viên Tự ở Melbourne, ngôi chùa Phật giáo nguyên thủy đầu tiên tại Úc Châu. Ngoài ra, cũng có vài chùa ở vài địa phương khác do tăng ni và Phật tử địa phương dâng ngài để xin ngài hướng dẫn tinh thần như chùa Tam Bảo ở Apopka, Florida, Như Lai Thiền Viện ở Brisbane, Úc Châu, Thiền Trúc Tự ở Hà Tiên, Việt Nam. Từ năm 1981 đến nay, ngài hướng dẫn khoảng 20 chuyến hành hương xứ Phật đến Ấn Độ, Nepal. Nhờ kiến thức và kinh nghiệm sống tại quê hương Đức Phật trong suốt 17 năm, ngài đã hướng dẫn Phật tử đến chiêm bái bốn chỗ động tâm, giải thích rất rành mạch lịch sử các Phật tích, làm gia tăng đức tin vào Tam Bảo, giúp ích rất nhiều cho Phật tử trên đường thực hành giáo pháp của Đức Phật. Năm nay, dù đã ngoài 90 tuổi, sức khỏe có phần suy giảm, ngài vẫn không ngừng phục vụ cho đạo pháp, giảng dạy nhiều nơi trên thế giới. Với kinh nghiệm thực chứng, đạo hạnh thanh cao, từ cách khiêm cung bình dị, tràn đầy từ tâm, cộng với sự hướng dẫn tận tụy, khéo léo, ngài đã giúp thiền sinh hưởng nhiều lợi lạc của giáo pháp.
và để lại trong tâm mọi người có duyên lành gặp Ngài một niềm kính mến vô bờ.